Xin chào cô chú và anh chị. Bữa nay là buổi chiều, em đi dạo một vòng khu vực này, đi dạo chơi. Thì em cũng có một cái sự việc này để chị và cảnh báo đến anh chị, một tay lừa đảo nha. Tay lừa đảo này vừa qua đã điện thoại hăm dọa đòi kêu xã hội đen giang hồ xử em. Thì hôm nay em cảnh báo đến anh chị và cô chú nào có bán nhà, và đến anh chị môi giới cả nước luôn nha. Thì cảnh báo cái số điện thoại em để trên màn hình đó. Tay này là chuyên về lừa gạt, lừa đảo, nhắm vô đàn bà phụ nữ nè, rồi những cái người mà thiếu nợ cần tiền bán nhà bán đất. Cái tay lừa đảo này á hứa hẹn đủ điều, xuống đặt cọc để mua căn nhà, rồi xong lừa cơ hội người người chủ nhà mất cảnh giác, lừa gạt nha. Lừa gạt thứ nhất là lấy điện thoại nè, mượn tiền nè, hứa là ngày mai xuống công chứng. Cái video trước á em có cảnh báo đến mọi người là cái tay lừa đảo này, và rồi cái tay lừa đảo này á vừa qua mới đây thôi đã điện cảnh báo với em, điện vô số điện thoại trực tiếp của em luôn, cảnh báo là nói là mày coi chừng tao, tao sẽ kêu người tìm mày, là xử lý mày. Thì em có ghi lại cái nội dung cái video luôn, ghi âm cái nội dung em và tay lừa đảo đó nói chuyện luôn, tổng cộng đâu cỡ 4 clip á, em có ghi âm lại luôn. Em ghi âm lại một chút xíu, em đưa cái đoạn ghi âm đó lên cho anh chị mình coi, và đồng thời em để số điện thoại luôn nha. 4 đoạn ghi âm lần, nhưng mà em đưa trước một đoạn ghi âm trước đi. Còn cái đoạn ghi âm á, mà cái tay lừa đảo này á đòi kêu giang hồ xử em, thì trước hay sau gì em cũng đưa cái đoạn ghi âm này lên công an, lên công an luôn, và đồng thời đưa cái số điện thoại trình báo lên công an, để cái tay lừa đảo này á biết như thế nào. Không phải là muốn đi lừa gạt ai là lừa gạt, không phải là người dân người ta im im rồi muốn lừa gạt, muốn muốn làm gì thì làm. Em đăng cái video này lên cảnh báo là đến cho anh chị môi giới cả nước nha, phòng ngừa cái tay này, coi chừng là sập bẫy cái tay này nha. Tay này là cũng lừa gạt nhiều người rồi. Em năm trước hay năm rồi gì đó, em nghe các bạn môi giới ở ở đâu miền ngoài hay gì đó, tay lừa đảo này tới giả bộ nói là tôi tới đây tôi mua nhà mua đất, ngày mai tôi đến tôi công chứng luôn, khỏi đặt cọc. Kêu mấy bạn môi giới á, bây giờ mấy bạn dẫn tôi đi nhậu đi, rồi cho tôi mượn tiền nữa, tôi không có đem tiền theo. Cái tay lừa đảo nói vậy đó, tôi không có đem tiền theo, bây giờ bao tôi nhậu đi, rồi xong cho tôi mượn tiền, tôi mua tôm mua đồ, rồi xong tôi không có đem tiền mặt theo, các bạn cho tôi mượn, rồi xong ăn nhậu xong về lặn luôn, mất tiêu luôn. Là có nghĩa là cái trường hợp này á là lừa gạt rất là nhiều lần rồi, rất là lâu rồi. Cái trường hợp này em nghe các bạn cảnh báo rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay á tay lừa đảo này xuống tới đây luôn, xuống tới Tiền Giang rồi nha. Em đăng lên cái video này, em cảnh báo đến anh chị cả nước để biết ngừa nha, cái số điện thoại này nha. Tay lừa đảo này chắc cũng lớn tuổi rồi, đâu nghe tiếng đâu, chắc cũng cỡ lớn rồi đó. Em không được gặp mặt thôi, gặp mặt được cái tay này thì chắc chắn em sẽ đưa trực tiếp lên mạng luôn. Còn những cái đoạn ghi âm á, em và cái tay lừa đảo này nói chuyện, em sẽ đăng trước một đoạn,
Còn những cái đoạn mà cái tay lừa đảo này á, hăm dọa đòi kêu giang hồ xử em sẽ để đó, hoặc một ngày nào đó em sẽ đưa lên công an luôn. À, đưa lên công an, cảnh em đưa lên công an, trình báo lên công an để cho cái tay lừa đảo này không còn đi lừa gạt người ta nữa. Người dân của mình thì người ta kẹt tiền, người ta cần tiền, người ta bán, mà đánh vô cái lòng á, cái lòng muốn bán của người ta, xuống hứa hẹn như thế này thế kia. Cái tay này làm ăn thắt đứt lắm anh chị và cô chú. Cái tay này thì sống không có bền đâu, ăn của người ta như vậy, sống vậy sống dơ lắm. Mấy tay này tay sống dơ dữ lắm. Sống lớn rồi sống phải cho nó chuẩn, sống mà sống dơ kiểu đó, ăn tiền của người ta nghèo khổ kiểu đó, sao mà ngóc đầu lên nổi. Bây giờ á, bây giờ anh á, anh điện anh hù dọa tôi đúng không? Anh đưa hù dọa anh rồi kêu giang hồ xử tôi đúng không? Này nói nghe thôi chứ cho biết thôi. Tôi nói anh nè, anh lớn rồi. Anh lớn rồi, anh đừng có làm vậy nữa, anh sống sao cố đức đi nha. Tôi nói thiệt, tôi gặp anh là tôi đưa anh lên mạng luôn đó nha. Đó anh lớn sao sống theo cố đức đi. Đừng có đi lường gạt cho người ta nữa. Bây giờ tôi đưa anh lên trên mạng rồi đó. Bao nhiêu người trên xã hội được biết số điện thoại của anh rồi đó. Anh đừng có để tôi gặp mặt anh nha. Nãy anh đòi kêu giang hồ xử tôi phải không? Này em xử không? Nói nghe thôi. Tôi nói hồi nãy tôi nghe rồi. Tôi nghe nói ông kia, ông đòi kêu giang hồ kiếm tôi đúng không? Này em kiếm không? Nói gì thôi, không nói nữa. Tôi nói anh lớn rồi, anh đừng có đi lường gạt người ta nữa. Anh đi khắp nơi lường gạt vậy, cứ bữa nào gặp chúng gặp anh á thì chúng quýnh anh bể đầu anh luôn á, chứ không phải anh giỡn anh đâu. Lớn rồi lo làm ăn kiếm tiền đi, đừng có đi lường gạt người ta nữa. Nói nghe thôi, ai tự xử ai đi. Đó bây giờ số điện thoại của tôi đó, anh dám về anh gặp tôi không? Anh nói anh đừng có giỡn người ta, anh đã người ta kẹt người ta bán nhà anh xuống anh còn lường gạt anh đi lấy đồ lấy đạc người ta nữa. Anh có kêu á là cái tay này có điện thoại cho em, hẹn gặp em ở ngoài để nói chuyện, còn không thì điện thoại cho em có chuyện đàng hoàng đó. Còn không á thì em sẽ cảnh báo hoài luôn. Những cái video này có thể sau này em sẽ lưu đó và em sẽ trình báo lên công an. Ở trình báo lên công an để cho người ta biết. Sau này em mà có bị lỡ có bị người ta đánh, người ta đập hay là bị giang hồ xử là cái tay này là chịu trách nhiệm đó. Tại vì cái tay này có ghi âm đàng hoàng qua nói với em, qua chửi em. Chửi thề, chửi đủ má đủ mẹ em quá trời luôn. Sau này em mà có bị ai đánh ha, bị ai làm cái gì đó là cái tay này chịu trách nhiệm. Những cái đoạn ghi âm như thế này là em đã lưu giữ ở đây rồi. Em thì không muốn dính vô cái chuyện phiền phức, cái chuyện như thế này đâu anh chị. Nhưng mà em cảnh báo để cho những cái anh chị nào á muốn bán nhà bán đất, những anh chị môi giới không còn sập bẫy cái tay này. Em sẵn sàng em đưa lên như thế này để cảnh báo cho mọi người biết, để sau này người ta không có bị lường gạt. Mấy cái loại lừa đảo như thế này mà đâu có để cho tồn tại được. Sao từ xưa giờ mà không ai bắt được cái lão này á, bắt được một trận thử coi như thế nào. Số điện thoại của cái tay lừa đảo này em để trên màn hình nha. Anh chị nào mà
coi trong cái danh bạ của mình á có cái số này không, và có quan hệ với cái lão này chưa thì biết. Chứ ở đó mà đi lừa gạt người ta, đi khắp nơi khắp chốn lừa gạt người ta, nghèo khổ người ta không có tiền, người ta thiếu nợ, người ta bán nhà bán cửa mà đi xuống lừa gạt người ta lấy đầu lấy đẹp, thì mượn tiền hứa hẹn nghĩ sao ăn dơ vậy mà ăn dơ được, hay thiệt, sống dơ quá, sống tồi dữ. Hên là chưa có lấy được nha. À, nếu mà cái tay lừa đảo này mà lấy được á, em đưa cái đoạn ghi âm này giờ lên luôn, là trình báo công an luôn, là chi cứu luôn. Bây giờ ai cũng kết nối số điện thoại với giấy chứng minh hết rồi. Đó thì bây giờ á, đưa số điện thoại trình báo công an thì chắc chắn phải chi cứu ra được tay lừa đảo này ở chỗ nào và địa chỉ ở đâu. Chưa, hên là chưa có lấy được nha. Nếu mà tay lừa đảo lấy được là em sẽ trình báo công an liền và đưa cái đoạn 4 đoạn ghi âm này cho bên công an điều tra. Cấu vô tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Vẫn chơi hoài. Người dân người ta nghèo khổ mà giúp đỡ không giúp đỡ được thì thôi, có ngày đi lừa đảo người ta. Em đăng lên như vậy còn điện thoại hăm dọa kêu giang hồ xử nữa. Rồi thì tới đây em sẽ kết thúc cái video. Hẹn anh chị gặp lại những video tiếp theo nha.